Xin chào các bạn. Đã bao giờ các bạn đã tự hỏi mình là việc mua súng mới và nâng cấp những khẩu súng của các bạn lên nhằm mục đích gì? Và sau đây là một clip mình muốn gửi đến các bạn, đó chính là clip về cái khẩu súng AK-74 đã nâng cấp mắc của mình. Và mình đã làm clip về khẩu AK-74 này một lần rồi. Thì đó là lần mà mình đi đấu đơn. Thì hôm nay mình sẽ đấu rank với khẩu AK-74. Và người đồng hành với mình trong trận đấu rank đêm ngày hôm nay đó chính là em Bựa. Tên nhân vật là Bựa. Thì đây là một thành viên mới tham gia vào clan Happy Dream gần đây. Và kỹ năng bắn của bạn ấy khá là tốt. Thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là những cái khẩu súng mà đã gần như được đã không được nhiều người sử dụng nữa rồi thì nó vẫn sức mạnh của nó không phải là không có, mà là do chúng ta đã gần như là lãng quên nó. Và nhận xét qua một chút về AK-74. Holy shit. Rồi, quyền đã phải nằm xuống dưới lòng súng của AK-74. Và AK-74 khi mà lên cấp mắc sẽ có tên hiển thị khi các bạn kim mạng, đó chính là rồi tuyệt mạng rồi. Nào rồi đấy, như các bạn thấy thì cái tên hiển thị của nó chính là Alpha Squad. Thì cái khẩu súng này theo như mình đánh giá thì quen thuộc với các dòng AK, nó chính là sát thương cao và nó có tính ổn định khá là thấp. Nhưng với dòng AK-74 ở mọi tựa game FPS thì mình luôn luôn thấy cái khẩu súng này luôn đạt được cái sự ổn định khá cao so với dòng AK-47. Và đây như một mình phải đánh giá là cái độ giật của nó ấy, nó không đến mức mà làm mình khó chịu và khiến cho úi trời ơi. Vâng, như vậy là cái bạn slot quyền ở bên phiến quân lại có một quyết định rất đúng đắn khi lao thẳng vào lòng súng của AK-74 của mình. Vâng. Rồi, quả bom đã tung ra, không mất máu, đục, không thấy mất máu luôn. Vâng. Và khẩu AK-74 mà mình đang cầm. Holy shit. A phởn à. Rồi. Mình cấu được khá nhiều máu và Bựa đã ngay lập tức hốt được cái mạng đó. Rồi, Bựa đang cầm các clay sáng, rất là bá đạo. Úi dồi, nằm xuống, vâng. Úi dồi, ngon, tuyệt vời. Hai mạng đến từ khẩu AK-74 một cách rất là nhàn. Úi giời, vâng. Như vậy là bên mình đã có một người cầm P90. Một mạng nữa đến từ slot quyền. Quá ngon. Úi giời, đục, vâng. Như các bạn thấy, khẩu này đục cũng khá là ổn ấy, chứ không phải thuộc dạng cùi bắp như các bạn vẫn đánh giá đâu. Theo mình thấy thì với một khẩu súng holy shit vào nhà này. Nào. Ồ, đồng đội chết hết rồi. Quả bom được tung ra. Vâng. Có chết không? Chết. Ồ, chết quá chứ. Rồi, ăn quả bom của A Phởn rồi. Vâng. 84, một thành tích cầm AK-74 ở trong chế độ đấu rank không đến nỗi là tệ lắm. Với cái map với cái map này thì mình thấy được là mình bắn ma này rất là kém, nhưng mà khi mà cầm khóa cạn, holy shit. Rồi, đã có một slot cầm flashlight. Rồi, Tiểu Phi đã có hai combo đến từ khẩu M4A1 Red F. Tuấn AC hả? Vâng, xin chào bạn Quyền nha. Nhiều lúc bắn cũng không để ý lắm. Úi dồi, vâng. Một pha đục headshot cho slot A Phẩn cầm flashlight. Vâng, như vậy là có slot nào làm xuống ở trong cái tình huống. Vâng, trong tình huống này thì mình đã để tuột mất hai slot yếu máu. Rồi, quả bom. Rồi, không thể. Rồi, một quả bom đến từ Quyền và một quả bom đến từ A Phẩn đã kim được hai mạng bên Liên Minh. Quá tuyệt vời. Một chàng vỗ tay cho pha đạp bom bổ vây của bên phiến quân. Rồi, làm xuống quả bom.
Ngay lập tức là một màn chào hỏi lại bằng quả bom dành cho quyền và một pha headshot dành cho CEO bầu. Kiểu Phi đang nhảy nhót ở trong nhà của phiến quân. Và Bựa đã kết thúc mạng thứ 40 bên Liên Minh bằng một pha chém dao đầy tính chất chôn game. Vâng, như các bạn đã thấy thì đây là một trận đấu thành công của họ AK74 khi mà thành tích của mình đạt đó chính là 12-6. Rồi, khá là tuyệt vời. Như vậy là rất là ngon. Danh đêm mà cũng không phải ít người cho lắm, khá là đông. Rồi, sau toàn những map gọi là thốn thế này, map này phải sleep. Rồi, xem là có ai. Rồi, vâng, mạng đầu tiên trong game đấu, trong game đấu bến cảng. Sao 4 mạng còn 2 mạng còn đi một vòng trái đất không thấy ai là như thế nào. Holy shit. À, có đạn. Rồi, không trúng viên nào. Mít sạch xanh xanh. Rồi, khu vực nhà không có ai. Mình sẽ đi vào khu vực này đi. Holy shit. Đâu rồi, đâu hết rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Holy shit. Ôi ôi, ôi ôi. Vâng, như vậy là một pha KS mạng quá tinh tế của em Bựa. Vâng, em ơi, hãy dừng lại cho anh xin một mạng cái coi. Ồ, holy shit. Vâng, phải nói là một pha đứng ngắm ngắm địch rất là đẹp của một slot bên phiến quân. Anh chàng cầm ngắm hình như bắn trượt mình hay sao, hay là anh đang nhường không bắn thì mình không biết, nhưng mà một pha mà mình có thể nói là một pha giật mình đấy. Tự nhiên lù lù đằng sau lại có địch. Ok. Yay đã. Rồi, như vậy là không còn chờ, không còn nghi ngờ. Thôi xong. Đùa. Không còn nghi ngờ nữa là bên phiến quân slot tầm clip đã treo máy rồi. Quá tuyệt vời. Bom này có người lớp mình biết ngay mà. Vâng, một pha đạp bom. Rồi, cái thương hiệu bom ngu người của Tuấn HC dường như bây giờ đã được khắc phục một cách rất toàn diện. Thì những video clip gần đây mình chơi đạp bom gọi là quá thần thánh. Vâng. Nhảy. Chuồn. Và một pha đáp chân. Vâng. Không hiểu với lý do gì mà chiếc giày của anh đã bị dắt vào tường và anh không thể nào nhảy ra khỏi bức tường đó. Và một mạng công hiến cho bên phiến quân đã xảy ra. Rồi, đã thấy tia lửa chạy qua và mình sẽ xông vào ăn bom. Rồi, nhìn cái quả bom mà bất lực vãi đời. Và ngay lập tức là slot cầm AK-47 squad đã kết thúc mình trong nháy mắt. Phải nói là không kịp nháy mắt luôn. Chưa bao giờ nhìn thấy quả bom lại đẹp như vậy. Holy shit. Nhảy làm cái gì? Đưa cái đầu ra đây. Chuồn thôi anh em ơi. Rồi, không chuồn nữa. Vâng, như vậy là một pha quay lại và được hỗ trợ bởi Bựa rất kịp thời. Ngay lập tức là đã kim được mạng. Rồi, anh Tuấn có quay clip không? Thì anh đang quay đây. Nếu em xem clip thì đã biết rồi nha. Rồi, bom. Rồi, không phải một mạng cống hiến cho bom mà cống hiến cho AK-47 squad. Thì các bạn có thể thấy được cái khẩu AK-47 squad cũng là một cái khẩu mà rất là cơ bản khi các bạn tham gia game đã được có. Và uy lực của nó thì vẫn không thể nào mà có thể chối bỏ được. Rồi, một cái headshot dành cho Đăng Sơn. Lấp làm cái gì anh ơi? Vâng, kin thứ hai dành cho Trương AD. Dường như những khẩu súng cơ bản
ở trong shop quân trang nhỏ. Chưa mình cảm nhận được sức mạnh của nó. Holy shit. À không, quên rồi, sức mạnh không phải holy shit đâu nha. Sức mạnh của nó không bao giờ được các review về súng đạn đánh giá cao như những khẩu súng kỵ sĩ hoặc những khẩu súng shop. Nhưng phải nói là những uy lực của chúng mà trên những cái trận đấu ấy, phải nói là nếu các bạn quen súng hoặc là các bạn có kỹ năng tốt thì trong tay những khẩu súng này thật sự là rất nguy hiểm. Vâng, một pha đục hình như tường quá dày cho nên là không trúng ai. Rồi, có thể đưa ra, thôi ăn quả bom ngu người rồi, có thể đưa ra kết luận đó là một cái góc đấy hình như là không đục được các bạn ạ. Nào, 3-7-2-6 rồi, trận đấu sắp đi vào. Holy shit. Ôi ôi, làm gì vậy? Đừng có đùa. Đừng đùa với Linda rùa. Đừng đùa. Rồi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Như vậy là một pha thay đạn, nhưng mà không hiểu vì sao lại đạn chưa được thay. Rút ra thì lại thay đạn tiếp. Vâng, quá nhọ cho anh. 40 mạng đã kết thúc. Như vậy là với hai... trận này lại 12-6. Như vậy là hai game đấu mà mình cầm trên tay khẩu AK-74 này đều có một cái chung, một cái kết quả như nhau, đó chính là 12-6. Vậy thì với các bạn, khẩu AK-74 này có đáng để các bạn cầm đi đấu rank hay không thì mời comment ở phía dưới video. Và đừng quên để lại những cái nhận xét của các bạn về cái khẩu súng này để cùng mình thảo luận xem đâu là khẩu súng đáng để các bạn lựa chọn. Xin chào.